Những người đam mê trải nghiệm bằng xe cơ giới luôn đề cao ít nhất 3 yếu tố trong một hành trình. Một là những cung đường thử thách hợp với xe. Hai là những khung cảnh thiên nhiên đẹp hút hồn. Và ba là những giá trị văn hóa vùng miền đặc sắc. Không phải tỉnh thành nào ở Việt Nam cũng hội tụ đủ 3 yếu tố đó. Nhưng chỉ một lần khám phá Cao Bằng với quỹ thời gian ít ỏi, chúng tôi đã nghĩ chắc chắn sẽ có dịp quay trở lại nơi đây. Về những cung đường, dù đến Cao Bằng từ bất kỳ hướng nào tới, chúng ta đều có những cảm xúc không hề giống nhau. Nếu đi từ Hà Nội và các tỉnh phía Nam để đến Cao Bằng, ta sẽ qua Bắc Cạn, vượt qua 4 con đèo với địa hình dốc gắt. Nếu đi từ Lạng Sơn, những con đường đèo dốc vừa phải nhưng nhiều đoạn thơ mộng đến mức ta chỉ muốn dừng xe, đặc biệt là vào tiết cuối thu đầu đông. Nếu đi từ Hà Giang, đó là cung đường tột cùng của sự trải nghiệm sau tay lái, trải nghiệm trên những con đèo hùng vĩ bậc nhất miền Bắc. Địa hình Cao Bằng cũng không giống bất kỳ tỉnh nào ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Nếu bạn muốn tìm kiếm những con đường giao thông nhưng dốc gắt hàng đầu trên giải đất hình chữ S để thử thách sức kéo của một chiếc xe khi tải nặng, thì Cao Bằng chắc chắn là địa hình không thể bỏ qua. Và lần này chúng tôi đồng hành cùng ba chiếc xe của Ford là Ranger, Ranger Raptor và Everest. Đây không chỉ là những chiếc xe đậm chất Mỹ, mạnh mẽ, mà còn cách âm đầu bảng trong phân khúc, thể hiện rõ cá tính và phong cách của chủ xe. Nhưng nếu đến Cao Bằng mà chỉ trải nghiệm cung đường và thiên nhiên thì sẽ là thiếu 1/3 câu chuyện. Nơi đây còn có những làng nghề truyền thống đặc sắc mà có lẽ khiến chúng ta phải ngạc nhiên về sự độc đáo của những sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công với nguyên liệu có sẵn ở địa phương. Đây là những tờ giấy bản rất nhẹ và xốp, được sản xuất hoàn toàn thủ công tại chính quê hương Cao Bằng. Giấy bản được người Tày, Nùng và một số dân tộc thiểu số khác sử dụng để ghi chép gia phả, các làn điệu dân ca, chuyện cổ dân gian, để lưu truyền từ đời này sang đời kia mà không lo bị hỏng, bởi giấy này rất bền bỉ với thời gian. Nguyên liệu để làm giấy là một loại cây tự nhiên có sẵn ở bản, được khai thác rồi tước sạch vỏ, qua một vài khâu xử lý, rồi được đập nát cho nhừ ra thế này. Công đoạn tiếp theo là cho nguyên liệu vào bể, quấy cho tan ra, rồi trộn với nhớt được lấy từ một loại cây để tạo ra độ kết dính. Khi hỗn hợp nguyên liệu đã nhuyễn thì được tráng vào khuôn, rồi được dán lên tường để phơi khô là thành tờ giấy thành phẩm, mang đi bán vào những hôm chợ phiên, dịp lễ, Tết hoặc bán cho các gia đình có đám hiếu. Rời làng giấy, chúng tôi tới thăm làng nghề làm ngói. Người Nùng ở Quảng Hòa, Cao Bằng làm ngói âm dương từ hàng trăm năm nay. Hình ảnh ấn tượng khi đến đây là những mái ngói đặc trưng được lợp rất phẳng. Chúng tôi được tận mắt chứng kiến các bước làm ngói theo cách truyền thống. Nguyên liệu từ ba loại đất khác nhau để vừa tạo độ dẻo dai, vừa tạo màu đẹp mắt. Những con trâu to, khỏe được sử dụng để dẫm đất cho nhuyễn. Sau đó, công đoạn tỉ mỉ là loại bỏ những viên đá, sỏi hay tạp chất. Tiếp theo, đất được đắp thành khối với khổ rộng tương đương với viên ngói để khi cắt thành lát sẽ cuộn vừa vào khuôn. Viên ngói có bóng đẹp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào độ cẩn thận và khéo léo của đôi tay người thợ, chứ không có bất cứ thiết bị kỹ thuật hiện đại nào. Khi ngói đã khô, được xếp vào lò, nung liên tục trong khoảng 1 tuần. Ngói âm dương ở Cao Bằng không chỉ phục vụ nhu cầu của chính đồng bào nơi đây, mà còn cung cấp cho nhiều tỉnh thành khác, vừa để làm nhà, vừa xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng. Hành trình mới chỉ chừng đó thôi, chúng ta đã có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ cuối tuần đầy ý nghĩa. Nhưng Cao Bằng còn có biết bao nhiêu làng nghề và vùng đặc sản khác, như làng nghề rèn Phúc Sen, làng nghề hương phiên Tháp hay làng nghề đường phiên Bó Tờ. Một vài lời bình luận, một vài hình ảnh chắc hẳn chưa tái hiện được tất cả những gì mà chúng tôi có thể cảm nhận. Nếu quý vị có cùng cảm nhận, hãy lên đường. Giải đất hình chữ S này có rất nhiều điều độc đáo và thú vị để chúng ta khám phá.